cái chuối anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình làm món sườn thốt me nè. Mẹ có mua một miếng sườn về mình sẽ thốt với me. Mẹ có mua một miếng thịt nữa nè. Miếng thịt này hồi nữa mình bằm mình nấu canh. Nấu canh với nấm. Đây, đó là nấm này. Ủa nấm này đâu phải có nấm gì chăm anh? Nấm này là nấm nấm gì anh ta? Nấm bạch tiết. Nấm bạch tiết đúng rồi. Nấm bạch tiết với nấm rơm này mình sẽ nấu canh. Nấu canh với thịt tằm. Còn mướp này hồi mình xào xào với một mớ tiết. Hà Sướng xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Có hai cu cái đỏ này là cu gạo. Sáng lên bà cố chơi. Dạ mình rửa thịt chứ mình nấu. Dẫn bà nội đi rồi. Dẫn bà nội đi. Hay. Giờ mình bắt tắm nước rồi mình nấu hoặc có than để mình chiên thịt. Giờ thịt này mình rửa canh với muối. Nấm rơm mà kho tiêu ngon. Nó nhỏ nhỏ nha. Nhỏ nhỏ. Kho nguyên nấm luôn. Ừ. Giờ nấm này mình gọt ra để nấu canh với mình phải kho tiêu nha. Nấm này giờ rửa đi. Để muối vô mình rửa chứ canh. Bây giờ mình ướp thịt bằm đi rồi mình nấu canh cho miếng hành rán vô. Miếng hạt nghe. Tiêu. Thêm chút xíu nước mắm thôi chẳng rồi. Rồi mình xôi nè, giờ mình cho thịt vô để mình chiên. Bây giờ mình phải bấm nước có nửa than, mình chiên vô vô từ từ. Thịt nó mới ngon. Rồi. Đi đâu? Đi đâu? Hả? Rồi xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Cái này chào. Nấu mướp thì nấu canh với xào với tôm. Không được hả? Xào tét chứ. Mướp mình xào tét. Rồi. Nó vừa rồi còn nấu với thịt bằm à. Chả với hai bánh chả. Rồi. Mẹ dốt ở bên bụi tre là ngồi thấy nó ngồi mà cái bên đây nó lấy chổi nó lao nó quét mộ nội nó lấy nhang nữa thấy hai cây nhang đốt hay quá mỗi lần nó ra ngoài nó chụp cây chổi với quét trước rồi nó quét trước nó quét xong rồi cái đầu nó lấy nhang nó đốt thấy. Ê là nó giàu sức cho nè cái này là nhật mình đúng rồi nó chuyên gia chụp cây chổi quét trước rồi mà nắp nắm gươm mà lần gần rồi con chào mà cô chú đi rồi quay lại nè anh em chào lại. Rồi, cái lão chào ông bà cô chú nha. Rồi cười kéo ra được. Chào ông bà cô chú. Ông. Nè nè lão dạy nè. Ông. Bà. Ông bà. Cô chú. Cô chú. Nhìn kìa con nhìn lại cha con kìa. Nhìn đi. Con ngủ mà hôi hết trơn. Rồi. Rồi con nói đi ông bà. Cô chú. Nói đi, nói đi lão cho làm phụ. Ông. Nói đi rồi làm ha. Dạ, rồi chở bè lại.
vừa vàng rồi, giờ mình cắt ra chị. Thôi giờ mình cho tỏi vô, tỏi hành vô mình đưa lên cho thơm, mình xào mướp tỏi vô hành của mình vô đây. Giờ mình cho ớt vô, giờ mình cho mướp vô luôn. Này là mức hương, mức hương nó thơm quá. Rồi xin một miếng đường nữa. Rồi xin miếng nước đi. Mức của mình vậy là được rồi, giờ mình cho hành nha. Giờ mình nấu canh, cho một miếng hạt nêm vô. Mình giọt thịt mình để vô luôn. Giờ nồi canh mình về là mình được rồi, mình cho ấm vô luôn. Giờ tính mình học món sườn sốt me, cho hành tỏi vô, chi mình cho thơm. Chúng mình làm để mình làm sốt. Hành với tỏi của mình thơm lên rồi, mình cho me vô. Thêm một chút xíu tương ớt thôi cho nó cái này nó sắp là rồi. Ủa nó khó khóc vô chùi chứ. Cái lại mình nhà chính rồi nè. Mình cho hành vô nữa. Là xong. Mấy gì bầu hai sướng trồng mùa này có trái, xong mưa, mưa quá nó dợp hết trơn, trái con nhóc hết. Nó bị dợp nó không có trái được, nó rụng hết trơn. Đây mình có bắp chuối. Bắp chuối này chú già mình hái mình bỏ luôn. Mình mới ra được cái bắp mới. Buồn chú già. Giờ hai sướng đi ra ngoài vườn hái mấy trái dưa leo vô ăn. Mấy cây đã bắp hồi thẩm rồi mình xả nó lên cao. Còn mấy cây rau dền đây mưa quá chết hết trơn. Này còn được sót lại mấy cây. Còn như nó mưa nó cây nó thúi gốc hết trơn. Chứ dưa leo hổm gà mình không có ăn, không có hái, màu bự quá trời luôn. Quá trời bự luôn rồi. Hình hái căng được không? Để giờ bữa nó hư, con gì đục rồi. Nó còn bò bò nhóc hết trơn. Bên kia được con trái nè. Còn ra trái con nữa. Bên này được con trái nè. Cái clip rau cả trời của hai sướng của nay tốt. Này mình có hến, hến mình nấu canh cũng ngon. Này tốt quá tốt à.
nên mình trồng đủ loại rau, muốn ăn rau gì cũng có. Giờ mình múc sườn ra ăn cơm. Nhìn thấm mà đẹp quá ha. Mình múc đường xào luôn. Nước mướp mà cho ngọt mình chan cơm cũng ngon. Nấu nước xào cho khóa chan. Tao nói bụng quá hả? Là miệng nhúng cơm kìa. Miệng nhúng hộp cơm kìa. Hộp cơm kìa. Đó nha. Đó. Hay chứ ta. Mà cả nhà ăn cơm gia đình mình nha. Cái muỗng thì cầm rồi. Mướp xào chấm muối ớt nha. À, mình xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm gia đình mình nha. Có chung mời cô chú anh chị các bạn ăn cơm gia đình chúng ta chung nha. Con mẹ. Hả? Chân con mẹ. Con. Gì á? Cái gì ghê? Ớt cay. Ớt hả? Ớt vậy quá. Ớt mượt lên. Ớt cay. Ớt cay. Mướp xào chấm với ớt ngon. Đây rồi. Ờ kẹo chua mà sách me chua rồi. Chua ngọt ngọt hai hai ngủ không ăn đi con mẹ bán nó còn cơm nó không được nó mà đây đây để vô cho mẹ nè cho mẹ ăn, cho mẹ ăn cơm đi. Chua ngọt cái chua ngọt ngọt còn với miếng tôm thôi, nó gấp ra nó không ăn nó còn nè nó cái mẹ mà nó còn thằng rồi. Còn nè. Mẹ gấp không? Gấp được ba. Cay quá hả? Con đảo xạo quá hả? Dạ dạ cô ba ngọc vậy kìa. Ba ngọc. Ba ngọc. Con mở. Lấy cho bé ngọc ăn nè. Mở. Hay dạy vô đi, đừng sợ nó bơm. Chị cô ba mâm luôn đó, giờ lại thấy đồng hồ cô ba rồi, rồi rồi kìa, coi kìa. Hả, thích chưa? Cô ba có đeo nó đẹp không? Cô ba đeo nó đẹp không con? Không có đồng hồ bụt trái giờ có hơi trái giả không rồi. Cô ba nói chuyện với gạo không hiểu. Thì sao con có đồng hồ sao? Đồng hồ trái, không hả? Đó, đồng hồ ở đây, đó, đó, bắp đứt. Thằng trai nhóc luôn, đó, sao lại dính nhóc luôn, thấy chưa? Chị hai xào chua ngọt hay gì? Ừ, mình mới làm đó. Cái mè. Cái uống gì? Cốc mè. 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 Cốc ngọc nó luôn đây nè, nó ngọc vàng. Đó, cái gạo này, đúng rồi. Đúng rồi. Nè, cái thịt bằm vậy đó nè. Dạ, đầu chị hai đó, em cảm ơn thơm đó nè. Đâu cái gạo nó ăn dở đó. Gạo nó dở cho cô ba thấy à. Đúng rồi. Luộc ơi. Thịt bằm nấu với nấm gươm. Nấm gươm, nấm mềm. Con nào có múc ăn với em đi. Ừ, một tí. Dạ. Ăn đi con. Sáng em mua cá chạch. Chiên cho mỡ sẵn nhà chưa có chiên. Ướp nước mắm nha. Nên nhiều chiên ngon. Còn ướp gì ra. Dầu hào nữa. Rồi miếng gì ra. Nước gì mà mình nó làm á, trời đều. Để thôi em bỏ vô cái lò em nướng cho nó không có dính cái lò. Dính vô cái miếng này. Dầu đều mà. Dầu đều cho nó có dầu á. Cái dầu cho nó không bị dính, nó không bị khô cái. Gạch nướng im à. Nướng hàng năm nhé, sáng rồi được mấy con bự, bự bự, bự 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 hung nhé. Mà nó bán 180 ngàn. Bán 300 ngàn, bán 50 ngàn. Chị gì ngồi đây chỗ gì đó cho cái cây đó. Ừ, không thấm. Không.
hồi đông nó nè mà nó nạp biên ru gì đó cho mọi người nói gì hết trơn á, không phải bới không ạ. Cô ba, cô ba mâm với con, con nói đi, cô ba mâm với con. Con lựng cô ba chưa? Đúng cô ba ăn hả? Nói cô ba ăn giỏi nha, con cưng. Nói là hả? Nói vậy không? Nói sao vậy? Nói chung không được nói vậy. Không có chuyện mà nói lợi nữa đâu. Nói được nói vậy. Kỳ lắm. Kỳ lắm. Thôi không mất nữa. Cài ớt cài à? Ớt tiêu. Ớt cài. Ớt cay ớt gạo. Cái gạo. Ê, ớt trước hay không ớt kìa. Alo, alo, điện thoại bà nội. No chưa? Ăn no chưa? Đi chơi đi. Rồi, uống no rồi, đi chơi đi. No chưa? Ăn no chưa? Ăn no chưa? Đi chơi. Ăn đi leo. No chưa? No rồi, phải không? Rồi, rồi, đi chơi đi. Rồi, để đây mẹ lo. Đây, ăn cơm xong rồi mình đây mình hái trái đu đủ chín nè, hai bữa rồi có ăn trái chín nè, trái này chín nè, giờ mình cúng ông địa luôn. Trái đu đủ chín cây, trái này nó ngọt lắm, bữa hai sướng ăn thử một trái, màu trong nó đỏ đậm mà đẹp nữa. Hai Sướng xin kết thúc clip này cô chú anh chị các bạn. Hai Sướng hẹn cô chú anh chị các bạn tiếp theo có Hai Sướng nha.